Dạ, Tiết kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì Tiết tới nhà của chị Loan. Dạ chị Loan làm ở dưới xưởng bọc đó quý bà cô chú. Dạ thì lần trước là Tiết có mang gạo tới trao cho chị đó, thì chị bị là bú. Dạ thì bú của chị thì cũng khá là nặng, ăn qua tim với qua mắt đó quý bà cô chú. Dạ thì hôm nay Tiết tới đó là thay mặt chú Lê Văn Bắc Thắng với một anh Phương Sa đến để trao tiền cho chị đi tái khám trên Sài Gòn rồi giữ lấy lãnh thuốc uống. Dạ Tiết kính mời quý bà cô chú anh chị và các bạn đi cùng với Tiết nha, vô thăm chị Loan. Dạ thì nhà chị Loan thì phải đi cái hẻm này đi vô, nằm cái ở sau hè, cái dạng như là sau hè ở sau lưng này đó thì là lắc rẫy không à, nằm cái này đoạn sau lưng. Còn là mí lộ thì mình phải đi lên một đoạn nó mới tới mí lộ. Dạ em chào anh chốt. À, anh chào. Dạ thì Tiết cũng xin nhắc lại thì cái hộ này là lúc trước là dịch bệnh đó là Tiết cũng có tới đây trao quà, đó là do cách ly đó quý bà cô chú. Dạ. Dạ. Gia đình của anh chốt bị cách ly. Ủa quần áo này mình chuẩn bị giặt hay gì anh chốt? Dạ dạ. Dạ cho xin giặt cô. Dạ. Anh cứ gọi em bằng tên được là Tiết. À Tiết. Dạ dạ. Ủa mà nhà mình nấu củi ha anh nhà anh chốt? Dạ nấu củi không à Tiết ơi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Rồi cơm thì mình dùng cơm điện ha. Dạ cơm thì dùng cơm điện. Còn đồ ăn thì anh ngưng tay chút xíu. Rồi. Anh nói chuyện chút ha. Rồi rồi. Còn cơm điện, còn làm thức ăn thì mình tận dụng củi. Dạ. Này là củi đâu mà em thấy củi vậy? Củi này thì nói chung ra của người ta ở xóm, người ta dỡ cái mé chạy nhỏ đó, rồi người ta cho rồi mình xin mình đem về lắm mà mình chặt mình nấu với lụm mấy cái bẹ dừa này cân ăn trẻ ra. Để ra đặng mà là phơi khô đặng để mình vừa chụm với vừa sắc thuốc đồ uống á, sắc thuốc nam đồ á cưng. Dạ, cũng như là người ta uống nước xong cái người ta bỏ đó, cái mình xin ha. À đúng rồi, xin. Dạ, dạ. Ừ. Rồi, rồi cái, ủa cái chân của anh bị cái gì á? À cái chân của anh hồi lúc còn nhỏ đó em, rồi cái là cha mẹ thì đi làm hết trơn rồi, thì còn có anh với đứa em gái ở nhà. Rồi ở cũng nghèo khổ rồi đó, ở cái chòi nhỏ vậy nè, cha thì đi dít đất, mẹ thì đi làm mướn. Rồi có hai cái anh kia đó, ảnh mới đi lụm cái trái gì đó anh đem về. Anh đem về cái ảnh mới để ngay trong chỗ trước cửa nhà anh á. Rồi ảnh mới cưa. Ảnh cưa rồi đàng hoàng cái anh đang đưa em trong này là lúc nhỏ mình đâu có biết, em mình đã quá nhỏ. Rồi mình cứ tưởng đâu là xa xa vậy là cũng không có đến đổi gì. Nhưng mà trong khúc anh đưa em thì bắt đầu hai anh chàng đó mới cưa, là đó là một là anh Kiều, còn hai là anh Nên, là cũng cùng quê. Nhưng mà hai anh đó đã lớn tuổi rồi, cũng biết khôn rồi, còn anh thì còn nhỏ lắm. Nhưng mà trong cái khúc lúc đó là cũng có cái gũi rồi, nó cũng có cái may. Không thôi là anh cũng đã chết. Nhưng mà ngặt có cái là trong khi mà vừa quay cái mặt vô, lúc đó là đang đưa nhỏ em gái. Thì lúc quay cái mặt vô gì đưa là để cái giò ra gì là bắt đầu mới nổ tung lên, là nhờ là che vô gì là cái mặt nó đã phút vô cái nhà rồi, chứ phải mà đang đứng gì nhìn thì cả như là chết rồi. Rồi bắt đầu mấy cái giò này đưa ra ngoài gì, tư thế đưa ra gì là nó mới văng chúng vô rồi nó nổ nó cháy, rồi bây giờ nó rút găng lên gì giống như là cưa chúng cái bơm đúng không? Cái trái bơm á. Trái bơm hồi xưa đó. Rồi trúng hai cái chân này nó bị vậy luôn đó. Bị như vậy luôn nè. Rồi vậy rồi anh đi làm rồi nó trở ngại gì không? Trở ngại lắm. Bị gì nó chân nó gì rồi đầu cái nó rút lên cái giò thấp cái giò cao nè. Cũng như là gì là ngay ra gì là nó cao thấp là ở trên lệch đâu có khoảng chừng cá 10 phân á. Rồi nó cái giò bên đây thì nó yếu lắm. Cái giò bên đây thì được 10 chứ cái giò bên đây nó chừng 5 mà. Dạ. Đi lợi đồ này nó khó khăn lắm. Vậy rồi anh đi phụ hồ đồ cũng phải chịu em. Vậy hả? Cũng phải gắng làm thôi chứ bây giờ cuộc sống mình nghèo khổ mà, nếu mà mình còn đi được thì mình cũng phải ráng làm. Dạ dạ. Nhưng mà mình làm thì cũng không có được mạnh dạn hơn người ta. Dạ dạ. Nó vậy đó. Rồi em nghe chị Loan nói là hiện tại anh bị thêm tiểu đường đó hả? Anh bị tiểu đường nữa. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là đủ thứ hết đó. Bây giờ cái giò nó rút lên trên đây là nó mắc mấy cái móng bên đây nè. Dạ. Rồi nó đâu có còn bấm được như cái giò bên đây thì mình bấm đồ này nọ mình chịu đựng đồ được, còn cái giò ở đây thì nó trội lỗi lên gì không à. Dạ. Hồi lúc mà mình còn trẻ thì còn mình còn sức lực mình lướt mình làm được,
Rồi bây giờ thì nói chung ra là nó cũng nằm dài dạng năm ngoài rồi. Rồi nó cái sức lực của mình nó đã bị yếu rồi, cả thêm cái cộng thêm cái giò này nữa. Dạ. Rồi cho nên từ chỗ đó giờ mằng không còn được leo trèo như hồi đó nữa. Dạ dạ. Rồi lớp bệnh hoạn nữa, hai ba cái dồn dập. Dạ. Rồi cô chị Loan đâu rồi anh Trúc? À dạ anh ở sau bếp á. Dạ, em. Vậy em mời anh vô nhà ha. Dạ dạ rồi 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 rồi. Dạ, dạ. Anh đi được không? Được em, đi thì cũng được. Dạ. Đi nó cũng hơi nó hơi khó ha. À, bị gì nói chung là cái giò thấp nó giò cao. Hai cái giò nó không có được dạ bằng. Ủa sao hôm nay mà mình không đi làm á? Bữa nay chị nghỉ tại vì chị bệnh á, chị mệt hoài, chị mằng người bà chủ cho nghỉ luôn rồi. Chị không có đi làm nữa. Chị mằng như là không có đạt. Chị mằng rồi chị mệt rồi cái chị nghỉ mệt đồ rồi bà chủ không cho làm. Bà cho nghỉ luôn. Cũng như sức khỏe chị là không có đạt hả? Sức khỏe chị chị không có sức khỏe. Là chị nghỉ mấy ngày? Chị nghỉ ngày qua ngày nay. Là hai ngày ha, hai là ngày. Chính thức là chủ cho nghỉ luôn ha. Chủ cho nghỉ luôn rồi cô. Rồi bây giờ chị dự định làm cái gì? Bây giờ chị định bán vé số, hai chồng chị bán vé số. Rồi anh chốt là công việc của anh chốt là gì anh chốt? Lúc trước thì anh cũng đi làm hồ. Nhưng mà từ cái ngày anh đã bị bệnh đó tới giờ là anh cũng nghỉ, anh ở nhà. Anh chỉ chăm nom cơm hoặc là này nọ trong gia đình đó, là anh bà xã đi về làm. Dạ. Làm đang về đang nuôi chứ còn anh bây giờ thì anh bệnh anh làm cũng không có nổi nữa. Dạ, hình như là còn một đứa cháu nữa không? À, còn đứa cháu nội nó đang đi học nữa em. Dạ, bé đi học chưa về hả chị? Bé đi học chưa về. Dạ. Rồi bé học có giấy khen gì không? Cũng có, năm lớp 3 có giấy khen. Rồi tới 2 năm nay thì làm về dạng trung bình không em, chứ còn không giấy khen. Dạ. Ừ. Dạ, bên đây thì anh Chốt là chồng của chị Loan với bà cô chú. Dạ, thì cái anh hiện tại là anh Chốt bị cái gì anh Chốt? Anh bị đau khớp, tiểu đường. Ừ. Tiểu đường cao không anh? Tiểu đường anh cao luôn. Nó cao mà nó có biến chứng gì không trong cơ thể anh? Có em, nó biến chứng anh nhức mỏi nào này nọ tùm lum hết trơn, bằng đêm ngủ không có được. Bà hôm bị nổi mục á. Rồi nó tăng. Nổi mục tùm lum. Bà hôm nổi mục lớn nè. Cho phần đích mục cái nó lành lại. Nó lành lại cái sau này nổi trên lưng mục bà lớn nữa. Cái đi qua bên ông bác sĩ chính bệnh, ông cho uống thuốc rồi về cái nó ra mủ ra đồ rồi nó khô lại mà nổi một cái lớn vậy đó. Ừ. Cái bệnh tiểu đường này đó bằng đêm nó khó ngủ lắm cưng, nhưng nó hằng nó nhức từ lóng giò lóng tay gì đó rồi ngủ không có ngủ. Anh hồi đó là anh 70 mấy ký đó, mà bây giờ là anh còn có 53 54 54, hồi đó 70 mấy ký rồi. Mà dạ. Bây giờ vậy đó. Rồi lâu lâu cái đường nó lên. Nó lên quá lên thì có nhiều khi cái anh nó bị xỉu mấy lần nữa đó. Ừ. Nhưng mà anh cũng nói với em như thế này. Hồi lúc trước á thì anh cũng còn xây sở, anh làm được, sức khỏe anh còn mạnh. Là anh có đi bệnh viện Hạnh Phúc á, anh lãnh thuốc anh uống. Nhưng mà dưới đó thì nói chung ra là nó đã mất tiền. Lãnh một tháng uống là phải mất tốn là tiền xe, tiền cổ rồi luôn là gần cả triệu bạc. Rồi có khoảng chừng 5-6 tháng nay đó. Rồi anh làm, anh sức khỏe anh không có còn được mạnh như lúc trước nữa. Anh làm không được rồi bắt buộc anh phải bỏ cái bệnh viện đó. Chứ hồi đó là nuôi bệnh viện đó thì là nó cũng đỡ lắm. Rồi nó chịu thuốc đó. Nó chịu thuốc nhưng mà mình đâu có làm gì ra tiền. Lớp ăn uống, rồi vợ đau, rồi thì cháu nội đi học nữa. Rồi đó là không có xây sở được. Rồi cho nên từ chỗ đó anh không có tiền anh mới bỏ cái bệnh viện đó. Rồi hiện tại anh có mua thuốc gì ở ngoài gần đây uống không? Bây giờ anh đi vô trong cái bệnh viện mình á, anh có lãnh anh uống. Là thuốc bảo hiểm ha? Thuốc bảo hiểm, anh có dạ. Bảo hiểm. Nhưng mà không gài 4-5 bữa gài là bảo hiểm anh đã bị hết rồi. Cái đó là mình mua hay là sao? Mình mua cưng. À vậy hả? Mua có bảo hiểm là phải mất tốn gần 500-600 ngàn đó. Vậy đó. Trời, anh không còn bảo hiểm nữa là anh không có đi vô trong bệnh viện chống anh lãnh thuốc uống nữa. Dạ. Ừ. Hôm bữa thì chị nói là bên chính quyền là cũng tính xét cho mình cho hộ nghèo đúng không? Em.
bảo hiểm. Đúng rồi. Bảo hiểm như hộ nghèo là bên bên xã. Dạ. Có cho chị rồi có cho anh chốt luôn. Cho luôn. Cho hai vợ chồng. Cho cả nhà luôn. Vậy là bây giờ mình chờ đợi lấy cái bảo hiểm ha. À, em. Dạ, dạ, dạ. Đợi lấy bảo hiểm. Dạ. Cho anh đi lãnh thuốc uống. Dạ, thì trong khi chờ đợi đó thì mình mua thuốc ở ngoài uống đỡ hả anh? À, chú? Đúng rồi, dạ. Anh cũng có mua thuốc ở ngoài uống đỡ. Dạ, nhưng dạ. mà ở ngoài thì nó mất tiền lắm. Dạ. Có anh uống thuốc nam. Dạ. Uống thuốc nam hả? Uống thuốc ở trên. Ai chỉ gì anh cũng đi lãnh thuốc nam. Ai chỉ gì anh uống nấy. Khi còn có nghĩa là mình đã bệnh rồi thì cả như là mình uống là mai thầy phước chủ thôi. Có nghĩa là ai chỉ gì thì anh sẽ uống nấy hết. Nhưng mà cái bệnh này thì anh cứ nghĩ là nó chỉ đỡ đó thôi, chứ còn chết đem theo chứ không bao giờ hết được. Dạ. Vậy rồi chị nghĩ việc ở dưới rồi chị có buồn không? Buồn, chị khóc. Chị mang 7 năm rồi. Vậy đó. Chị mang với quen rồi. À, khu trưởng này à, chị lo ngơi cho chị nghỉ luôn. Chị ra chị khóc. Rồi có nói lý do làm sao không? Khu trưởng nó không nói lý do gì chứ. Rồi chị dự định bây giờ mình làm cái gì nữa sau này? Chị định bữa với hai nữa chị khỏe khỏe chị đi bán vé số. Chị với anh bán vé số cho cháu nội nó đi học. Dạ, chứ bây giờ cũng cận Tết nữa. Giờ bán em thấy cũng chậm nữa. Ừ, bán. Được rồi, thì mình tới đâu tính tới đó hả chị? Thôi em. Dạ. Tại bây giờ thất nghiệp cũng nhiều, nói là không nghe thất nghiệp cũng nhiều. Rồi cho nên là nhiều khi mình làm á, cái việc nó không đạt cho nên nó cũng hơi khó à, cái chủ. Dạ. Hàng khi hàng ta gấp á. Mà chị này thì chỉ mệt chứ hay vô ngồi nghỉ á. Thì những lần trước em cũng có nghe nói rồi, nghe mấy người đó nói đi nói lại đó, thì thấy chị cũng bệnh, chị nghĩ chỉ vô ngồi hoài đó, nên người ta cũng không có hài lòng. À đúng rồi. Thì hôm nay chính thức người ta cho nghỉ luôn. Dạ thì kết quả của chị Loan đó là phình giáp đa hạt hai thùy, viêm giáp hai thùy còn lại. Dạ cái này là bú cổ của chị nè. Dạ là do chị không có biết chữ đó quý bà cô chú, cho nên là chị không có xem được. Thì hôm nay Tiết lên Tiết Tiết xem nè, mô tả kết quả nè, tiếng giáp nè. Đã phảo một phần mô giáp còn lại thì B to hả? Thì phải hả? Thì phải to, thì trái không to. Bờ không đều. Nền giáp này chữ gì? E cho kém gì? Không đồng nhất, không tăng sinh mạch máu, có vài nhân hỗn hợp đặc và mang, đặc và nan. Giới hạn rõ. Mấy cái này ký hiệu không cho nên Tiết cũng không rành lắm. Dạ thì Tiết sẽ chụp cái kết quả này lại. Thì Mạnh Thường Quân nào có thắc mắc thì Tiết sẽ chuyển qua xem. Tại những cái này ký hiệu của bác sĩ nên Tiết cũng không có rành gì mấy. Cái này là Trung tâm Ung bướu Hồ Chí Minh hả? Trung tâm Ung bướu em. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, vậy đi hắn chị Loan thì trước mắt đó thì có hai Mạnh Thường Quân giúp chị đó là đi tái khám trên Sài Gòn nha. Với lấy thuốc mình uống hàng tháng. Rồi khi nào đó mà bác sĩ mà bảo mình mổ đó thì có gì chị cho em hay, em sẽ lên em quay nữa. Rồi vậy nhớ hỏi là chi phí là bao nhiêu hả chị, khoảng bao nhiêu? Dạ. Dạ, cái này là chú là Lê Văn Quốc Thắng là gửi cho chị đó là 5.832.000. Bảy tám này là 832.000 nè chị. Con mắt chị nhìn thấy rõ không? Có, nó cũng hơi mờ, tại chị mang soi mới được. Vậy hả? Cũng như đây nhìn tiền thì chị thấy rõ. Thấy. Còn cái độ xa là mình không thấy ha. Độ xa không thấy. Dạ. Rồi cái đó em đưa cái lẻ chị đó là 832.000, còn này 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Cái phần này là của chú Thắng chị. Cho em gửi lời thăm chú chị Thắng. Chị kêu bằng chú được, chú lớn. Cảm ơn chú Thắng nhiều lắm. Giúp cho em hết bệnh. Cảm ơn chú Thắng.
Em là chồng của Loan. Em không biết nói gì hơn nữa. Chú Thắng giúp trong cái lúc vợ chồng em đang khổ. Em không biết nói gì hơn nữa. Em rất là thành thật cảm ơn chú Thắng và những anh chị cô bác Mạnh Thường Quân. Em rất cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Dạ, còn cái nguồn tiền thứ hai đó là của cái anh Phương Sa. Anh Phương Sa đó. Dạ anh ơi, thì anh gửi cho em là 100 đô ở bên PayPal đó. Dạ thì em rút xuống là nó trừ cái cước đó, là em rút xuống là chỉ được có 2 triệu 3 nha anh. Là 100 đô của anh đó. Là cái anh Phương Sa này đó thì 2 triệu 3 nha chị. Là 1 triệu 2 triệu, cái này 300 nè chị. Dạ. Cho em gửi lời thăm anh Phương Sa. Cho em lấy lời cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn anh Phương Sa. Dạ. Giúp cho em trị bệnh, hết bệnh. Em cũng là chồng của Loan. Thôi em không biết nói gì hơn hết. Trong khi anh Phương Sa, vợ chồng em bệnh gì đó, rồi anh có giúp đỡ cho em một cái số tiền đó, bạn vợ em trị bệnh, thì thôi em xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thì em cũng chúc cho chị ha, luôn luôn là nhiều sức khỏe ha chị. Ngày sau này công việc mới thì nó sẽ phát triển hơn nữa. Dạ, và khi nào mẫu đó thì chị cho em hay ha. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Cái nhà này là mình lúc mình còn làm ở Bình Dương là mình có khả năng mình ấy đó ha. Em. Còn bộ cửa và cái tre này em thấy hình như chưa làm cửa được ha. Chưa làm cửa chưa được. Làm cửa được. Dạ ha. Nên là mình tạm thời mình đóng dẹp tre ha. Đóng dẹp tre. Rồi mình đi làm vậy là em nghĩ là anh này anh chậm, nếu như muốn vô bẻ cái một. Em chưa thấy đâu, hồi đó anh mặn. Anh đi làm hồ về mà nó canh hay lắm. Anh làm về tới 7 cái anh được một tuần đó anh được 1,6 triệu. Anh máng cái quần ở trên đây nè. Thì bắt đầu là anh ngủ rồi là hầm sáng nó lôi cái quần của anh đi ra mà tới đó nó lấy 1,6 triệu. Cái vợ em mới khóc. Khóc rồi đàng hoàng cái thôi, cái mới nói thôi em quay bỏ đi, chuyện đó nó cũng xui rủi cho mình không biết nói gì. Cái ráng mằng thêm một tuần nữa, mằng thêm tuần nữa lãnh được 1,5 triệu nữa. Thì bắt đầu là đi chở nhỏ cháu nội đau, chở cháu nội đi xuống với bác sĩ Dũng với tiêm thuốc. Thì anh cũng y y chứ không có gì. Chở đi xuống tiêm thuốc và bỏ trong cái quần đó vậy nữa. Thì bắt đầu không biết nó canh sao hay ghê á. Nó lôi cái quần đi ra tới ngoài đó nữa, nó cũng lấy 1,5 triệu nữa. Sao mình không máng trong phòng hay gì đó? Anh nghĩ mà là chắc không ai anh lấy. Anh cũng nghĩ là cũng không ai lấy. Rồi cho nên từ chỗ đó cái anh đã bị hết 2 lần gì. Lôi ra ngay trong chỗ cái góc đó. Dạ. Anh cứ nghĩ là mình bị gì trong cái gia đình của mình, đâu có gì đâu em. Mình cứ nghĩ là vậy, mình nghĩ là đâu có gì đâu mà để là anh trộm để dòm ngó lấy. Nhưng mà công nhận nó hay ghê. Nó canh ăn mà tới cuối tuần là bắt đầu là nó bộ nó biết mình lãnh lương hay gì. Chắc nó, vậy quá. Chắc cũng để ý. Dạ, vậy đây về sau cẩn thận ha anh chú. Em. Dạ dạ, chị nhớ cẩn thận nha chị. Dạ đi đâu thì chị mang theo đi ha. Dạ. Dạ thì chú Thắng ơi, cho con thay mặt gia đình chị Loan gửi lời cảm ơn đến chú rất là nhiều. Dạ con kính chúc chú cùng gia đình và sự như ý, sức khỏe dồi dào. Dạ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh Phương Sa rất là nhiều. Dạ em chúc anh luôn luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Dạ nhà Tiết cũng gửi lời chúc sức khỏe đến quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Dạ, bye bye. Dạ.